Biết phương trình hóa học của một số phản ứng một chiều mà em biết nhiều lắm các bạn. Các bạn đặt tài liệu của thầy á, thầy có ghi phương trình nè, đúng không? Phương trình kinh điển này, ví dụ NaOH cộng HCl ra NaCl cộng H2O và rất là nhiều phương trình khác nữa, đúng không ạ? Rất là nhiều phương trình nữa. Các bạn có thể coi bản tuần hoàn của thầy để các bạn thấy thường mấy phương trình nào các bạn nhìn thấy trên bảng thầy cô ghi hoặc là trong tài liệu nào đó hay trên sách vở báo chí mà có ghi á, diễn tả bằng các mũi tên một chiều như thế này nè, thì đó là phương trình phản ứng một chiều. Thì đó là phương trình, tại vì mũi tên một chiều nó là vấn một chiều, trời nó rất là đơn giản, đúng không ạ? Ngoài ra trong tài liệu thầy cũng có trong bản tuần hoàn để phát cho cái nhóm học của chúng ta, các bạn lật trong phần phản ứng vô cơ nhiều phản ứng mà ví dụ là Cu cộng CL2 hay Su CL2 tế độ đấy, chung như rất là nhiều ha, thầy ghi cũng được ha. Rồi mở bản tuần hoàn thầy ra xem, đúng rồi, bản tuần hoàn thầy phát cho các nhóm học của chúng ta đấy. Rồi.